Xin chào quý khách quay trở lại với kênh đồ đá của bên mình. Thì về cái vỏ sò tai tượng này nó có rất nhiều mẫu mã khác nhau như Di Lặc Thần Tài hay là Vinh Quy Bái Tổ, Bát Mã Mã Đáo Thành Công hay là tượng Phật Bà Quan Âm. Thì ngày hôm nay bên mình lại vừa mới điêu khắc xong một tác phẩm đó là Vinh Quy Bái Tổ. Mà bên mình muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn bức tranh Vinh Quy Bái Tổ được điêu khắc trên vỏ sò tai tượng hóa thạch hàng nghìn năm và được điêu tác từ những bàn tay của những người nghệ nhân. Đây là chúng tôi làm theo yêu cầu của Bắc Vinh tại Hà Nội. Và vỏ sò tai tượng này nó sẽ thấu quang khi soi đen. Hôm nay bên mình sẽ quay vào ban đêm để cho quý khách có thể chiêm ngưỡng được. Em quay máy lại gần đây cho các quý khách xem. Đây là mình đang soi đèn flash từ phía sau. Đấy, chỗ nào mỏng thì nó thấu quang khi soi đèn. Đây chính là cái điều đặc trưng của vỏ sò tai tượng hóa thạch, rất là đẹp, chỉ có vỏ sò tai tượng mới có. Đấy, càng chỗ nào càng mỏng thì chúng ta càng nhìn thấy cái độ thấu quang nó rất là đẹp. Đây chính là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Thì bức tranh Vinh Quy Bái Tổ nó có cái ý nghĩa đó là những người đạt cái chức danh, các cái chức sắc ngày xưa chúng ta hay gọi là khi chúng ta thăng quan tiến chức làm quan. Quy là quay trở về, bái bái lạy tổ tiên, ông bà, những người sinh ra chúng ta, dưỡng dục. Đó là ý nghĩa của bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Và toàn bộ các cái họa tiết này được điêu khắc thủ công bằng tay. Và cái chiều dày của vỏ này, nó dày lên tới 15-20 phân. Rất là đẹp. Thấu quang khi soi đèn về ban đêm nhé. Và đã được khắc họa đó là hình tượng ông quan đang đi theo và vác các cái biển, đó chính là đoàn quân để trở về quê hương khi được phong chức sắc. Tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ. Và được một bên đây là chính là cây đa mái đình. Các họa tiết được điêu khắc nhỏ rất là tinh xảo. Và phía bên này là cây tùng. Thì mọi người có muốn điêu khắc vỏ sò tai tượng bằng các cái tác phẩm mẫu mã khác nhau thì liên hệ trực tiếp cho bên mình qua Zalo 0980969127886, bên mình ở La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Rất là đẹp. Em quay xa cả cái vỏ ra. Cái vỏ này thì có chiều dài là 80 và chiều rộng thì khoảng 50. Bên mình giữ nguyên phần thô ở phía sau. Đây, đưa máy lại đây để quay phía sau. Phía sau này bên mình giữ nguyên này. Đấy, còn nguyên cái vỏ sần sùi. Đây chính là cái vẻ đẹp san hô. Bên mình giữ nguyên theo yêu cầu của bác khách hàng. Không làm sạch mà giữ nguyên. Đó chính là kiệt tác của thiên nhiên. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bức tranh Vinh Quy Bái Tổ được điêu khắc trên nền vỏ sò tai tượng rất là đẹp, được điêu khắc hoàn toàn thủ công bằng tay. Bình thường chúng ta để như này thì nó chỉ có một hình màu trắng thôi, nhưng khi soi đèn vào thì rất là đẹp nhé. Đây, thấu quang này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Chỉ có vỏ sò tai tượng mới có nhé. Quý khách lưu ý, chỉ có vỏ sò tai tượng mới có thể làm được cái điều này. Đấy. Không có một chất đá nào có thể lên thấu quang như vỏ sò tai tượng. Đấy. Quay về ban đêm thì quý khách dễ hình dung hơn. Các tác phẩm rất là đẹp, đều được thấu quang hết. Vâng, đèn flash là đèn màu trắng này, chúng ta nhìn rõ từng các khuôn mặt của những cái người điêu khắc rất là nhỏ. Đấy. Rất là nhỏ nhỏ thôi nhưng mà điêu khắc rất là tỉ mỉ, kỳ công. Vỏ sò này thì đã được hóa thạch hàng nghìn năm, các ngư dân vớt được ở dưới đáy đại dương sau đó chuyển về cho chúng tôi điêu khắc. Đây chính là tác phẩm của Bắc Vinh tại Hà Nội. Chúng tôi cũng cảm ơn quý khách đã tin tưởng
đặt hàng điêu khắc tại Đồ Đá Mỹ Nghệ La Xuyên. Cảm ơn quý khách đã quan tâm. Mọi thông tin quý khách có thể inbox cho bên mình sẽ tư vấn.